có mặt tại Vida, địa chỉ là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì đây mình có một cái thiết bị mang tên là Volume Regulator. Vậy đây là cái thiết bị như thế nào và nó hoạt động ra sao thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn trong cái video clip ngày hôm nay. Đó, thì như bạn biết, ngày nay những cái dòng đầu karaoke đều hỗ trợ cái khả năng chơi nhạc MTV karaoke. Đây là cái dạng nhạc được người sử dụng sưu tầm từ rất là nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Do đó nó không đảm bảo được cái sự đồng nhất về mặt chất lượng lẫn về mặt âm lượng. Đồng thời nó tạo ra một cái sự chênh lệch đáng kể so với cái dạng nhạc MIDI karaoke truyền thống có sẵn trên chiếc đầu karaoke do nhà sản xuất cung cấp cho bạn. Đó. Và mặc dù thì những cái chiếc đầu karaoke hiện đại ngày nay như Aran Smart K, BTE hay Anet đều có cái phần cứng với cái khả năng là tự động xử lý và cân bằng sự chênh lệch âm lượng giữa nhạc MIDI cũng như là nhạc MCB. Tuy nhiên thì cái hiệu quả nó chưa cao. Đó, thì cái thiết bị Volume Regulator là cái thiết bị giúp cải thiện cũng như là nâng cao cái hiệu quả về việc xử lý cũng như là cân bằng sự chênh lệch âm lượng giữa nhạc MIDI cũng như là MCB karaoke. Đó. Thì đây là cái thiết bị Volume Regulator rất là gọn gàng và đơn giản. Thì tổng thể của cái thiết bị này được bao bọc bởi cái lớp vỏ bằng nhựa. Nhựa ở đây rất là nhẹ. Thì cái kích thước của nó giống như một cái chiếc ổ cứng di động, do đó bạn sẽ không tốn quá nhiều diện tích khi đặt chung với cái chiếc đầu karaoke của bạn. Đó. Thì mặt trước của cái chiếc Volume Regulator này rất là đơn giản. Chúng ta có một cái dòng chữ Volume Regulator tên của thiết bị, một cái chiếc đèn LED để báo trạng thái hoạt động của cái thiết bị. Đó. Ở mặt sau là nơi bố trí những cái cổng kết nối audio. Thì ở đây chúng ta có 4 cái cổng audio in, 2 cổng audio out, một cái cổng headphone để chúng ta nghe và test thử âm thanh, cũng như là một cái cổng external DC 12V. Rất là an toàn. Ở mặt trên của cái chiếc Volume Regulator này, chúng ta có những cái công tắc chuyển đổi giữa cái cổng kết nối ở phía sau với nhau, cũng như là cái nút vặn để điều chỉnh volume về trạng thái min hay max, hoặc là cái mức độ âm lượng chúng ta tùy chọn. Ở hai cạnh bên của cái thiết bị Volume Regulator này nó không có gì cả. Thì mặt dưới của cái chiếc Volume Regulator này, chúng ta có 4 cái chân chống trượt cũng như là 4 cái chân ốc để chúng ta có thể vặn ốc ra sửa chữa gì đó khi cái thiết bị gặp trục trặc. Cũng như là những cái hàng nút, cái hàng nút tròn này để tản nhiệt cho những cái linh kiện bên trong. Ngoài cái thiết bị Volume Regulator này, khi bạn mua thì bạn còn có nhận được thêm một cái hướng dẫn sử dụng. Thì cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nó được trình bày bằng 2 thứ tiếng, tiếng Hoa cũng như là tiếng Anh ở đây. Đó. Đồng thời chúng ta còn có thêm một cái cổng cáp audio cũng như là một cái adapter nguồn. Thì như mình nói, cái adapter nguồn này hoạt động ở cái mức là DC 12V an toàn. Đó, dây thì cũng khá là dài. Đó. Đó, thì về cái nguyên lý hoạt động của cái chiếc Volume Regulator này cũng như là những cái điều mà bạn thắc mắc thêm, chi tiết thêm về cái chiếc Volume Regulator này, thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với Vida qua số hotline 0902 799 186, hoặc có thể đến Vida tại địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10, hoặc 46 Phan Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, để có thể được các nhân viên kỹ thuật của Vida tư vấn và giải thích một cách tận tình nhất. Đó. Và đồng thời bạn có thể trải nghiệm trực tiếp cái hiệu quả của chiếc thiết bị Volume Regulator này trên những cái dòng đầu karaoke. Đó. Để bạn có thể thấy được cái hiệu quả của nó. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.